Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi nói với anh chị em rằng là phép lạ không thay đổi đời sống chúng ta. Dấu kỳ không thay đổi đời sống chúng ta. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới thay đổi đời sống chúng ta. Anh em có thể đến hội thánh và mục sư hay người nào đó đặt tay cho anh chị em hết bệnh, đặt tay cho anh chị em để anh chị em được tươi mới. Nhưng điều đó nó sẽ không ở lại bên chị em khi anh chị em không có lời của Đức Chúa Trời sống trong mình. Cho nên cả cuộc sống của mỗi một người trong anh em mình cần phải hướng đến lời của Chúa. Lời Chúa là gì? Là thức ăn cho linh hồn chúng ta. Nó là cái lễ sống để cho chúng ta noi theo. Lời của Đức Chúa Trời là quyền năng để giúp chúng ta có thể đắc thắng cái quyền lực tội lỗi trên trái đất. Lời của Đức Chúa Trời là đường lối để cho chúng ta đừng sai lầm và phạm tội. Lời Đức Chúa Trời có cái sức mạnh để khiến cho chúng ta có thể sống thánh khiết ở trong cái cuộc sống ô nhơ này. Lời của Đức Chúa Trời mở tâm trí để cho chúng ta hiểu những điều mà người thế gian không thể hiểu được. Lời của Đức Chúa Trời soi sáng con mắt của mình để mình có thể nhìn thấu trong cõi thuộc linh và thấy những điều mà người bình thường không thể hiểu nổi. Lời Đức Chúa Trời như Kinh Thánh chép là ngọn đèn soi cho chân của mình, là ánh sáng cho đường mới mình. Cho nên chị em ơi, nếu cuộc đời của chúng ta có lời Ngài là chúng ta đã có tất cả. Vì lời của Chúa là nguồn phước mà Đức Chúa Trời để cho thế giới này. Bởi vậy cho nên trong thời giờ chúng ta đến hội thánh, chúng ta hãy hết sức chú ý đến lời của Đức Chúa Trời. Hết sức. Chúng ta có 24 giờ trong ngày và rất là nhiều việc phải làm. Nhưng mà tôi tin rằng cái thời giờ mà chúng ta đến hội thánh là thời giờ chúng ta cần phải biệt riêng cho lời của Đức Chúa Trời. Điện thoại cần phải tắt đi. Tất cả mọi cái gì liên quan đến cuộc sống hãy đóng cửa nó lại. Chỉ chú ý đến lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Amen nha. Nếu chúng ta có thái độ đó, tôi đảm bảo cuộc sống chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi. Thay đổi, chắc chắn thay đổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lời Đức Chúa Trời nó có một cái điều rất là đặc biệt hơn tất cả mọi lời khác, là để cho chúng ta có thể thấm nhuần nó, để cho nó có thể biến thành đức tin ở trong lòng chúng ta. Chúng ta phải nghe và đọc nó một cách chậm rãi, chú ý và hết sức trân trọng. Là vậy đó. Lời Đức Chúa Trời nó có một cái điều kiện như thế thì chúng ta mới có thể đưa nó vào trong tâm linh của mình. Chúng ta không thể nào vừa đọc lời Chúa vừa nói chuyện điện thoại được. Chúng ta không thể nào vừa đọc lời Chúa vừa nghe nhạc xem tivi được. Lời Chúa rất kén người đọc, rất kén người nghe. Bởi vậy cho nên chị em ơi, hãy để tấm lòng của mình dành thời giờ cho lời của Đức Chúa Trời. Và bây giờ thì anh chị em hãy mở cùng tôi trong Ê-sai chương 60. Chúng ta sẽ nói về 5 câu kinh thánh này trong buổi sáng ngày hôm nay. Ê-sai chương 60 câu 1 đến câu 5. Và tôi sẽ cậy ơn của Chúa, tôi chia sẻ với anh em từng câu đó, cái ý nghĩa của nó. Và anh chị em mình sẽ có được cái sự khích lệ từ những câu kinh thánh này. Câu thứ nhất, Chúa nói rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên người. Dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng của ngươi đã đến, vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên người. Câu hỏi là sự sáng nào đã đến đây? Sự sáng nào đã đến? Có thể chúng ta đọc câu này và chúng ta thay từ ngươi bằng tên của mình thì chúng ta thấy sự sáng của mình đã đến. Và chúng ta phải lập tức hỏi Chúa, lạy Chúa, sự sáng nào đây?
sự sáng nào đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã ngự lên trên mình. Bởi vì hai điều này là lý do để chúng ta dấy lên và sáng lời ra. Cho nên chúng ta phải hiểu cái lý do đó thật là sáng quý, để chúng ta có động lực, chúng ta có cơ sở mà dấy lên và sáng lời ra. Giăng đoạn 8, Chúa Giê-xu nói rằng: ta là sự sáng của thế gian, ai theo ta sẽ không còn đi trong sự tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Có phải không vậy? Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian. Và ngay khi chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta trở thành nguồn sáng cho thế gian này. Đó là lý do Chúa Giê-xu đã đến thế giới tối tăm. Thế giới đang ở trong sự tối tăm. Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy bóng điện, nhưng trong con mắt thuộc linh, trong cõi linh, thế giới này đang tối tăm, cực kỳ tối tăm. Thế giới này đang bị bao bọc bởi một sự tối tăm và sự u ám thì đang đầy dậy lòng người. Anh chị em hãy xin Chúa cho mình thấy được cái bức tranh đó, không phải thấy bằng mắt này mà thấy bằng con mắt của tâm linh. Khi chúng ta bước ra ngoài đường, chúng ta bước ra công sở, chúng ta bước ra thành phố, hãy biết rằng bầu trời u ám đang bay quay bọc và lòng người đang mơ mộng trong sự tối tăm lạc lối. Anh chị em hãy biết rằng thế giới đang sống đó. Nhưng tôi và bạn chị em thì khác, khác bởi vì chúng ta nhờ Chúa Giê-xu, khác bởi vì Chúa Giê-xu đã đến và Ngài đã hoàn thành xong sự cứu chuộc để bẻ gãy quyền lực của tội lỗi. Hãy nói nôm na là Ngài có khả năng để xua tan mọi tối tăm trên đất này. Duy nhất một mình Chúa Giê-xu, không ai khác, không đạo lý nào khác, không một tôn giáo nào khác, không một con người nào khác, không một chính trị gia nào khác có thể xóa đi những tối tăm đen tối trên cõi đời này. Duy nhất Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống lại từ cõi chết, và sự chiếu sáng của Ngài khiến cho tối tăm và u ám bị xua tan ở bất cứ nơi nào có đức tin nơi danh của Ngài. Khi tôi và bạn trên tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình thì ngay lập tức nguồn sáng của Đấng tạo hóa ở trong lòng. Và anh chị em không còn là một cái thân thể tối tăm nữa. Anh chị em không còn là một người mờ mẫn trong cõi đời này nữa. Anh em lập tức được chiếu sáng. Lập tức được chiếu sáng. Tôi muốn cho em tưởng tượng ra trong một màn đêm tối đen, có một con đơm đơm nó bay, anh chị em sẽ thấy cái cảnh đó. Mặc dù con đơm đớm nó rất nhỏ, mà trong màn đêm dày đặc, ánh sáng của nó tỏ ra rực là sáng, từ xa mà nhìn thấy. Tôi cũng muốn anh chị em tưởng tượng giữa cái biển cả tối tăm mịt mù như thế này, có một con hải đăng nhấp nháy lên, và tất cả mọi tàu thuyền đều nhìn thấy và định hướng được cho cuộc đời, cho lối đi của mình. Anh chị em ơi, tôi và bạn xem bây giờ là ánh sáng giữa sự tối tăm này. Để cho ai? Để cho những người đang mơ mộng trong màn đêm, họ biết được, nhận ra được lối đi. Quan trọng lắm. Tôi và bạn xem rất quan trọng. Không phải mình nói kiêu ngạo đâu, nhưng Đức Chúa Trời nói như vậy. Đức Chúa Trời nói rằng các con là sự sáng cho thế gian, là muối của đất. Có phải không chị em? Đâu phải mình tự nói, Chúa nói đấy. Nhưng lắm lúc chúng ta không nghĩ mình như thế, lắm lúc chúng ta cho rằng mình giống như người ngoài kia. Không phải. Anh chị em bây giờ là nguồn sáng, anh chị em bây giờ là đèn để dẫn lối, anh chị em bây giờ là ngọn hải đăng giữa biển đời tối tăm, anh chị em bây giờ là con đom đóm giữa màn đêm dày đặc. Mặc dù nhỏ thôi, nhưng ánh sáng từ anh chị em thì không nhỏ đâu.
Đó là lý do Chúa nói chúng ta hãy dấy lên và sáng lời ra. Nếu như chúng ta có nguồn sáng trong người nhưng chúng ta không dấy lên và sáng lời ra thì cuộc đời chúng ta đánh mất ý nghĩa. Đánh mất ý nghĩa. Thật sự như vậy. Cho dù chúng ta tin Chúa 10 năm, 5 năm, 20 năm, 30 năm, không quan trọng. Mà chỉ bắt đầu thật sự tìm thấy ý nghĩa, tìm thấy sức mạnh, tìm thấy cái lợi ích khi chúng ta dấy lên và chiếu sáng. Tôi muốn anh chị em dở trong sách Matthew chương 28. Cuối cùng, đây là lúc mà Đức Chúa Giêsu chuẩn bị thăng thiên về rồi. Đây là lúc mà Chúa Giêsu chuẩn bị lìa khỏi môn đồ của mình. Và lời của Ngài nói là hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy đi dạy dỗ. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nay ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến khi tận thế. Anh chị em ạ, Chúa Giêsu dạy rất nhiều điều, nhiều lắm. Nếu anh chị em đọc cả bốn sách Tin Lành, anh chị em sẽ thấy rất nhiều điều. Mà thậm chí sứ đồ Giăng nói là nếu mà chép hết tất cả thì các sách thế gian chứa không hết. Cái này chẳng qua là cô đọng lại những điều Ngài dạy. Nhưng tôi tin rằng điều quan trọng nhất là điều mà Chúa Giêsu để dành để nói trước khi Ngài liền các môn đồ. Tôi tin như thế. Điều quan trọng nhất. Giống như anh chị em mình, người có cha, có mẹ, có người thân, thì ngay khi người thân chúng ta lìa đời, họ sẽ thường nói những lời quan trọng nhất. Họ nói những cái lời thấm đậm trong tấm lòng của họ nhất. Vậy thì khi Chúa Giêsu lìa khỏi môn đệ, Chúa cũng dặn lại một lời quan trọng nhất, gọi là đại mạng lệnh của Chúa. Đó là hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Nhưng mà như tôi thường nói, điều gì mà Kinh Thánh nói một lần đó thì nó quan trọng. Điều gì Kinh Thánh nói hai lần thì rất quan trọng. Nhưng mà điều gì Kinh Thánh nói ba lần, đó là sự sống của chúng ta. Không thể thiếu nó, thiếu là chết. Bởi vậy cho nên chính Matthew đoạn 28 này, thì trong công vụ sứ đồ đoạn thứ nhất, Chúa Giêsu một lần nữa lặp lại. Công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, chắc anh chị em quen cái điều này rồi. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi hãy nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng. Hai điều này đã đủ cho chúng ta thấy rằng nếp sống chứng đạo, nếp sống tỏ sáng, nếp sống có thể bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho mọi người xung quanh là điều mà Chúa Giêsu mong mỏi được thấy ở mọi chúng ta. Chúa chỉ chờ đợi điều đó thôi anh chị. Chúa muốn mọi cuộc đời chúng ta là ngọn đèn cho người bên cạnh. Chúa muốn mọi cuộc đời chúng ta là sự sáng cho thế giới tối tăm này. Tối tăm đây là gì? Tối tăm đây có nghĩa là những sự thiếu hụt của họ. Họ thiếu sức khỏe, họ bệnh tật, họ thiếu tình yêu, cho nên đời sống họ đổ vỡ, hôn nhân đổ vỡ, gia đình rạn nứt. Họ thiếu sự tự do bởi vì ma quỷ đã trói buộc họ. Họ thiếu sự thánh sạch bởi vì lối sống ô uế của thế gian này đã cám dỗ họ. Thiếu rất nhiều điều thưa anh chị. Thế giới này là một thế giới đầy dẫy sự thiếu thốn, đầy dẫy sự thiếu thốn. Họ thiếu sự bình an bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh đều đe dọa sự an ninh của họ.
đi ra đường vẫn sợ, ở trong nhà vẫn sợ, lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi. Cho nên thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn thấy cảnh đó, chúng ta sẽ thấy được trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của mình. Và hội thánh nhà muôn dân này được dựng lên cũng có một trách nhiệm. Và đó là lý do để hội thánh tồn tại, lý do để hội thánh được thành lập. Anh chị em ạ. Và Ê-sai đoạn 60 câu 1 đến câu 5, tôi có thể nói đó là trách nhiệm của hội thánh nhà muôn dân. Mà trách nhiệm của hội thánh nhà muôn dân là trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của ông bà chị em và tôi. Hội thánh là chúng ta, phải không ạ? Cho nên chúng ta cần phải biết được rằng sự sáng của chúng ta đã đến, nghĩa là Chúa Giê-xu đã bước vào cuộc đời của mình, và vinh quang của Đức Chúa Trời đã ở trên chúng ta. Chúng ta không thiếu nó đâu, chúng ta đang có nó. Chỉ có điều anh chị em có muốn thấy nó không? Anh chị em có muốn thấy sự sáng không? Có muốn thấy vinh quang không? Nếu muốn thì Kinh Thánh chép rằng hãy dấy lên và sáng lời ra. Tôi đảm bảo anh chị em, hãy tìm một người nào đó đi làm chứng cho họ là Chúa Giê-xu, anh chị em sẽ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Đảm bảo. Còn ngồi ở nhà uống trà chẳng bao giờ thấy, chắc chắn luôn. Anh chị em có thể chia sẻ điều đó cho bạn bè của mình, cho người thân của mình. Hãy mạnh dạn làm chứng về Chúa trong công sở của mình, trong công ty của mình, trên sếp của mình. Hãy tôn kính Đức Chúa Trời của mình, anh chị em thấy quyền năng liền. Còn nếu không mạnh dạn, anh chị em không bao giờ thấy. Đó là cái điều rất là diệu kỳ. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, dù sống dù chết, hãy cứ một mực tôn kính Đức Chúa Giê-xu Christ của anh chị em. Hãy cứ một mực, không sợ gì cả. Cơ đốc nhân là những người mà không có khái niệm sợ hãi trong cuộc đời. Không có khái niệm đó. Quên mất, từ điển đó không còn nữa. Trai chữ sợ hãi nó không còn. Phải không? Người tin Chúa là người không biết sợ, vì chẳng cái gì để mà sợ nữa. Chết còn không sợ thì sợ cái gì? Không sợ gì cả. Cho nên chúng ta hãy mạnh dạn trong mọi hoàn cảnh, hãy tôn kính Chúa Giê-xu. Nếu trong công sở, sếp bảo anh chị em rằng nếu không đi làm ngày Chủ nhật ta cho mày nghỉ, thì mình nói sao? Ngày Chủ nhật là ngày của Chúa thôi, cho nên nghỉ thì nghỉ, chứ tôi không thể đi làm được. Sếp tròn tròn mắt lên. Ủa sức ông này, ông làm kinh thế vậy? Mà ông Giê-xu là ông nam ghê vậy? Họ sẽ bắt đầu ngạc nhiên vì các bạn quá tôn kính Chúa của mình. Trong cuộc sống tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều cái điều diệu kỳ mà Chúa đã làm. Có một lần khi mà tôi làm cái thủ tục để mà giải thể cái công ty đó, công ty cũ, tôi làm đủ trò hết. Họ cứ hành thế này, hành thế kia, hành thế nọ, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Cuối cùng tôi viết một cái đơn, tôi viết như thế này: chúc bình an cha, nguyện xin Đức Chúa Giê-xu là đấng mà tôi đang thờ phượng ban cho anh sự bình an. Bây giờ tôi cần anh làm điều này, điều này, điều này. Đưa cái đơn vô mấy người đọc. Cái đơn này nó kỳ quá, chưa bao giờ có cái đơn nào mà viết cho chính quyền mà cái từ này. Rồi anh cô thư ký mới đưa cho anh kia, bây giờ cô có nên trình cho sếp không? Cái đơn này con thấy lạ mà. Cô kia bảo thì nó viết thì cứ đưa lên đó. Đưa lên xong cái ngày hôm sau anh chị em ơi, tôi lên là ôi anh ơi, vô phòng này, vô bàn này giải quyết rẹt xong hết. Chẳng hiểu lý do tại sao. Còn nếu không có cái tên danh Giê-xu vô thì nó hành cho lên bờ xuống ruộng, không chịu không. Cho nên lắm lúc trong cuộc đời này, anh em hãy chèn danh Chúa Giê-xu vô, đừng sợ. Người ta phải sợ danh đó, chứ chúng ta không sợ. Chúng ta phải lấy làm vinh dự vì mình có danh của Ngài. Amen. Đó là danh
mà Kinh Thánh chép rằng trên trời dưới đất, bên dưới đất quỳ xuống, mọi lưỡi phải xưng Ngài là Chúa. Đấy là điều rất là diệu kỳ. Cho nên Hội Thánh Nhà Muôn Dân ở nơi đây đã lấy cái Ê-sai chương 60 câu 1 đến câu 5 giống như lấy cho trách nhiệm của mình. Đây là điều mà Hội Thánh sống. Đây là linh hồn của Hội Thánh. Đây là trách nhiệm mà Hội Thánh phải sống vào đường này. Nếu không, chúng ta đánh mất ý nghĩa của sự tồn tại. Chúng ta đánh mất ý nghĩa của sự xây dựng. Chúng ta đánh mất ý nghĩa của cái tên của nó. Đó. Cho nên vừa rồi đó, Hội Thánh đã thiết kế một cái logo và mong rằng cái logo này nó nói lên cái tinh thần, cái ý nghĩa thuộc linh của Hội Thánh. Logo là cái này nè. Và anh chị em nhìn lên sẽ thấy là cái ý nghĩa là gì. Thứ nhất, có một ngọn lửa ở trong trái tim, thấy không? Ngọn lửa thánh linh đó. Nếu Hội Thánh chúng ta không có ngọn lửa đó, chúng ta trở nên nguội lạnh và tắt ngấm giữa thế giới lạnh lẽo này. Chúng ta phải luôn luôn giữ tấm lòng mình nóng cháy, mạnh mẽ, đầy dậy thánh linh. Lúc nào cũng như vậy. Lúc nào đụng đến chen, người nào đụng đến chen là cháy luôn. Anh chị em giống như cái cục than nó quá nóng, hay là giống như cục sắt mà đút vào cái lò rèn mà người ta vừa lấy ra, bất cứ cái gì đổ lên đó là cháy hết. Không có một con người nào mà tiếp xúc với anh chị em mà còn lạnh lẽo cả. Không có, nhất định không. Bất cứ người nào đến Hội Thánh là về bùng cháy cho Ngài. Đó là điều mà chúng ta mong muốn. Đó là ý nghĩa thuộc linh, vì nó nằm trong trái tim. Ngọn lửa đó không nằm ở tâm trí. Ngọn lửa đó nó không nằm ở kế hoạch. Nó không nằm ở những điều mà chúng ta hoạch định. Không, ngọn lửa đó nằm ở trái tim của chúng ta. Nơi đó Đức Chúa Trời ngự. Nơi đó Đức Chúa Trời sản sinh ra năng lượng của Ngài. Nơi đó Ngài đặt đền thờ của Ngài, nơi chí thánh. Và trái tim này được hình thành từ sự hiệp nhất của bốn con người. Nếu tấm lòng đó là tấm lòng không hiệp nhất thì Chúa không hành động được. Tôi mong ước Hội Thánh chúng ta có sự hiệp một. Amen. Hiệp một như một người, như một người. Chúng ta dù đâu cũng trở nên như một người và giữ ngọn lửa của Thánh Linh trong tâm lòng. Và bốn màu nó đại diện cho bốn màu da trên đất này. Hội Thánh chúng ta là ghi tên là gì? Nhà Muôn Dân đó này. Muôn người đúng không? Cho nên da trắng, da đen, da đỏ, da vàng có sẵn. Không chỉ có da vàng không, đủ loại da sẽ đến đây với chúng ta. Amen nha. Đó là điều mà chúng ta mong ước. Sau rồi, cuối cùng thì tất cả đó đứng trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Không có lời Chúa, chúng ta không tiến xa. Không có lời Chúa, chúng ta không có sự sáng. Không có lời Chúa, chúng ta không có sức mạnh, không có quyền năng. Cho nên trở lại với Ê-sai chương 60 mà chúng ta vừa đọc, chúng ta sẽ thấy sao ạ? Đức Giê-hô-va đã dấy lên trên chúng ta và vinh quang Ngài đã tỏ rạng lên trên chúng ta. Sự sáng khác, vinh quang khác. Như tôi đã giải thích rồi, sự sáng là một cái gì đó chỉ đường chỉ lối, nhưng vinh quang là nó bày tỏ năng quyền. Vinh quang nó có năng lực, vinh quang nó có sức mạnh, vinh quang có sự giải cứu, vinh quang có sự chữa lành, vinh quang có sự ban phước, vinh quang có sự nâng đỡ, vinh quang có sự khích lệ, có sự đột phá. Và Chúa nói rằng vinh quang đó đang ngự trên tất cả anh em mình, để anh em mình có thể chúc phước cho người khác, chúc phước cho người khác và người khác được phước. Và câu số 3 chép, các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng người, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng. Đó là lời hứa diệu kỳ. Cho nên chị em ơi, họ đến với chúng ta
Thế giới này chạy đến với cuộc đời chúng ta bởi vì một lý do rất đơn giản thôi. Chúng ta là dòng dõi được phước. Rất đơn giản. Cho nên ở trong Ê-sai, cũng Ê-sai luôn, chương 61 câu số 9 sẽ nói như thế này. Ê-sai chương 61 câu số 9 nói rằng: dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân, phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va ban phước. Anh nhìn thấy không ạ? Phàm ai thấy sẽ nhận thấy anh chị em mình là dòng dõi được ban phước. Chính điều đó đó thuyết phục người ta chạy đến tìm giải pháp nơi con và anh chị em và tôi. Họ nhìn thấy. Thì bây giờ tôi muốn cậy lời của Chúa nói một chút xíu về cái sự được phước là như thế nào, để khích lệ lòng anh chị em mình phải sống một đời sống được phước. Trước khi nói điều đó, tôi cũng giới thiệu cho anh em một quyển sách mà tôi ước ao rằng anh chị em hãy nghe nó ít nhất là trong tuần này. Quyển sách đó nó có tiêu đề là Khi Đức Chúa Trời Thăm Viếng Bạn, đã được có trên sách nói.asia rồi. Anh chị em có thể, nếu điện thoại mình lại chạy Android, thì hãy tải cái app đó về cài lên và nghe. Cả 8 chương rất ngắn, nhưng mà tôi tin rằng khi anh chị em nghe quyển sách này, đời sống anh chị em sẽ được thay đổi. Anh chị em sẽ thấy những cái lẽ thật ở trong đây. Tôi chỉ chốt lại một điều như thế này: anh chị em hãy nghe nó để biết rằng mình có cơ hội để làm người được phước. Đang có cơ hội. Người thế gian không biết Chúa Giê-xu, cho nên họ đang tìm phước mà không thấy. Người thế gian ao ước sự thành công mà không thấy. Người thế gian khao khát cái sự bình an, cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng mà không thấy. Khao khát cái sự hạnh phúc mà không thấy. Và họ đang đi tìm. Họ đang đi tìm. Nhiều người tưởng rằng những cái sự đó nằm ở trong tiền bạc, cho nên họ tìm tiền bạc. Nhiều người tưởng rằng những cái sự đó nằm ở trong địa vị danh vọng tri thức, cho nên họ tìm địa vị danh vọng tri thức. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều thất vọng. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết con đường để được phước. Anh chị em biết không? Con đường để được phước là Đức Chúa Trời phải thăm viếng đời sống anh chị em. Chắc chắn anh chị em phải được ở, được ngủ, được ăn, được đi lại dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là con đường được phước. Nếu chúng ta không có điều đó thì con đường phước hẳn còn xa chúng ta lắm. Sự hiện diện của Chúa là gì? Làm sao mình biết? Chúa Giê-xu nói rằng ở đâu cả hai ba người nhóm lại nhân danh ta thì ta ở giữa họ. Trong Thi Thiên thì nói rằng Đức Chúa Trời ở gần người có lòng đau thương thăm hỏi. Và nhiều chỗ khác nói về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cái sự hiện diện này nó quan trọng đến mức độ mà trong Thi Thiên 63 ông David ông đã nói rằng: hỡi Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con khao khát Chúa. Giữa một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn con mong mỏi về Chúa, đặng nhìn xem sự quyền năng vinh hiển ở trong nơi thánh của Ngài. Linh hồn con đeo theo. Anh chàng thấy không ạ? David là một vị vua. David là một người được chọn lựa của Đức Chúa Trời. Cho nên ông rất là thấu hiểu. Ông hiểu cái con đường để có thể thành công, con đường để bình an, con đường để phước hạnh, con đường để khỏe mạnh, con đường để tự do, là con đường phải ở dưới sự hiện diện luôn luôn của Đức Chúa Trời. Ông biết điều đó. Cho nên ông tìm kiếm đơn giản thế nào. Và sự hiện diện của Chúa đến khi tấm lòng của chúng ta khao khát Chúa. Anh chị em ạ, bài chủ nhật trước tôi đã giảng về lòng khao khát. Cho nên Đức Chúa Trời luôn luôn bắt đầu tìm kiếm những con người khao khát. Ngài ở trên trời, Ngài nhìn xuống,
nhìn xuống. Con mắt của Ngài dõi khắp quả địa cầu này, và Ngài đang nhìn thấy xem ai đang kêu gọi Ngài, ai đang tìm kiếm Ngài, ai đang khao khát chính Ngài. Và Đức Chúa Trời bắt đầu đến trong tâm lòng của người đó, cho đến khi anh chị em mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu, anh chị em bắt đầu đón nhận thần của Đức Chúa Trời, anh chị em bắt đầu được ngâm chìm trong Thánh Linh của Chúa. Thì Kinh Thánh chép rằng anh chị em đang ở dưới trụ mây ban ngày và ở dưới trụ lửa ban đêm. Anh chị em đọc cái chuyện đó trong Dân Số Ký chưa? Đó. Dưới trụ mây, dưới trụ lửa là hình ảnh của Đức Thánh Linh ngày hôm nay trên những môn đồ của Chúa Giêsu. Nếu anh chị em được đầy dậy Thánh Linh, anh chị em sống một đời sống tràn ngập Thánh Linh trong lòng mình, thì anh chị em đang ở dưới trụ mây và trụ lửa mỗi ngày. Và đó là điều kiện để cho anh chị em được phước. Cái đó bắt đầu nó tăng lên. Tôi khao khát khích lệ anh chị em hãy bắt đầu nhận diện điều đó trong đời sống mình. Sự hiện diện của Chúa nó còn cao hơn cái cảm xúc. Cảm xúc không có nói lên sự hiện diện của Chúa, nhưng cái gì nói lên sự hiện diện của Chúa? Đó là cái sự nhận thức bên trong trái tim của anh chị. Khi anh chị em dỡ lời của Chúa ra, khi anh chị em bắt đầu ca ngợi Ngài, tự nhiên trong lòng anh chị em thấy rằng có một đấng đang hiện diện trong phòng mình, có một đấng đang kề cận tấm lòng của mình, có một đấng đang trò chuyện với mình, có một đấng đang ban phước cho mình, có một đấng đang dạy dỗ mình. Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nó không phụ thuộc vào cảm xúc của anh chị. Anh chị hãy khao khát đi. Mỗi lần anh em mở Kinh Thánh cầu nguyện, anh em hãy nói điều đó: lạy Chúa, con khao khát nhận thức sự hiện diện của Ngài, con khao khát được rời chạm sự hiện diện của Ngài, con khao khát được nhìn thấy, được nghe thấy sự hiện diện của Ngài. Chúa bắt đầu bày tỏ. Trong sách Truyền Đạo nói là như thế này anh em: khi mây tràn đầy nước, thấy bắt đầu mưa. Anh em thấy nhìn lên bầu trời đầy đám mây, tại sao nó mưa? Tại vì chưa đủ, nó chưa đủ đâu, chưa đủ nước. Khi mà nó, cái, những cái hạt nước đó nó tích tụ mà nó đủ lớn, cái trọng lượng của nó đủ lớn thì bắt đầu nó mới rơi xuống. Cũng vậy, anh chị em hãy khao khát sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Và mỗi ngày anh chị em hãy bỏ thời giờ ở dưới sự hiện diện của Ngài, đọc lời Ngài, thờ phượng Ngài, cầu nguyện với Ngài, ca ngợi Ngài, chờ đợi Ngài, im lặng trước mặt Ngài. Và mỗi một ngày như vậy, anh chị em bắt đầu tích tụ đám mây của Đức Thánh Linh, tích tụ. Có thể một tháng, có thể một năm, có thể là ba năm, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tấm lòng, điều kiện, thời gian, kiến thức lời Chúa, nhiều yếu tố. Và khi đám mây Thánh Linh tích tụ đủ rồi, thì anh chị em bắt đầu nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của mình. Vinh quang đó là quyền năng, sức mạnh, đó là sự giải phóng, chữa lành, chúc phước. Khi đám mây đó đã mưa xuống trên cuộc đời anh chị em rồi, thì tôi nói với anh chị em rằng anh chị em là người được phước của Đức Chúa Trời. Người ta sẽ nói anh chị em là người được Đức Giê-hô-va ban phước. Người ta sẽ nhìn thấy anh chị em là một cái gì đó rất là đặc biệt trong thế giới này. Giống như người ta nhìn thấy Joseph vậy đó. Anh chị em đọc cuộc đời Joseph chưa? Joseph vô nhà Potiphar xong, và Potiphar nhìn thấy sao? Bất cứ cái gì Joseph đụng đến thì đều được. Anh chị em thấy Jacob không? Jacob ngủ mơ và thấy Đức Giê-hô-va hiện ra với mình và ông hứa nguyện với Chúa. Sau đó ông đi và ông đến nhà Laban là cậu của mình. Và Laban sau khi thuê Jacob chăn chiên cho mình thời gian, và Laban phải nhìn nhận sao ạ? Vì cớ Jacob mà Đức Giê-hô-va ban phước, bầy chiên đồ sinh sôi nảy nở quá nhiều. Anh chị em ơi, nếu tôi và ông bà anh chị em là người mà được phước của Đức Chúa Trời, thì anh chị em như cục 500 vậy đó.
anh chị em đi tới đâu thì sắc nó cứ quay đầu nó hút vào anh chị em ấy. Ok, anh chị em như cùng 500, thực tế là như thế. Anh chị em trở thành một con người mà bất cứ thứ gì anh em đụng vô, dù nó đang xấu xí cũng trở thành đẹp đẽ, dù nó đang đổ vỡ cũng trở thành thành công, dù nó đang là cái gì thì không cần quan trọng, không cần biết, tự nhiên nó biến trở thành ích lợi cho anh chị em. Anh chị em có nhớ câu kinh thánh không? Tất cả mọi sự hiệp lại đều mừng ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa. Cho nên trở lại với câu kinh thánh 60, Esai 60. Tại sao các dân lại nhóm họp xung quanh ngươi? Tại sao các vua lại chạy đến nơi sự soi sáng của ngươi? Tại sao? Vua thiếu gì? Người đời này cũng thiếu gì? Họ đâu có thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu danh, thiếu lợi, thiếu đủ thứ. Họ đâu có thiếu. Nhưng có một điều họ thiếu. Đó là họ thiếu cái sự bình an lớn của Đức Chúa Trời ở trong tâm lòng của chúng ta. Đó là họ thiếu cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời đầy vinh hiển trong cuộc đời của chúng ta. Đó là họ thiếu cái sự vui thỏa trong cuộc đời này. Mà nếu không có Đức Chúa Trời hiện diện thì con người mơ cũng không thấy. Họ thiếu điều nào? Thế giới này thiếu nhiều thứ mà chỉ có Đức Chúa Trời mới đáp ứng. Anh chị em ơi, tôi và anh chị em, ông bà anh chị em đang được Đức Chúa Trời định cho, định cho làm người có cơ hội để trở thành người được phước trong thế giới này. Cho nên chúng ta không thể tự lừa dối mình được. Nếu đời sống chúng ta đang bao quay tràn trề những thất bại, những bất ổn mỗi ngày mà chúng ta lại nói rằng tôi là người đã được phước thì chưa đúng đâu anh chị. Anh chị em đang có cái tiềm năng để được phước trong lòng, chứ nhiều khi chưa phải là người được phước. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Mình có cái tiềm năng, mình có cái cơ hội. Giống như một học sinh giỏi vậy đó. Con người này có tiềm năng để trở thành kỹ sư, nhưng mà chưa trở thành kỹ sư, có phải không? Nếu một học sinh tốt nghiệp lớp 12 điểm 10 không, thì thầy cô giáo trong trường nói: em ơi, em có cơ hội trở thành một kỹ sư giỏi, một bác sĩ giỏi cho đất nước đấy. Có tiềm năng. Nhưng mà ngay lúc đó thì em học sinh ta đã thành bác sĩ kỹ sư chưa? Chưa. Chúng ta cần hiểu rất rõ điều đó. Ngay khi anh chị em tiếp nhận Chúa và đầy dậy Thánh Linh, anh chị em có cơ hội để trở thành nguồn phước cho thế giới này. Nhưng mà chưa phải lúc đó đâu. Chúng ta còn nhiều điều phải làm. Nhiều điều. Cái bạn học sinh đó phải đi thi và phải bỏ ra ít nhất 4-5 năm đó, có phải không? Đào tạo, học hỏi. Và lúc đó có thể nha, chứ chưa phải chắc chắn đâu. Giỏi thì giỏi nhưng biết đâu gãy gánh nữa được, không ai biết được đâu. Cho nên Kinh Thánh chép là kết thúc thì luôn tốt hơn khởi đầu. Kết thúc luôn tốt hơn khởi đầu. Trong cuộc đời sống Cơ Đốc cũng vậy. Có những người khi tin Chúa được Đức Thánh Linh thăm viếng, rung trời chuyển đất, nhưng mà kết thúc trong sự sa ngã rất là vô cùng trầm trọng. Có chứ không phải không? Cho nên anh chị em hãy nhớ lời tiên tri TB Joshua nói. Ông hãy dạy mọi người: kết thúc luôn luôn quan trọng hơn khởi đầu. Amen anh chị em. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi và ông bạn chị em hãy rèn luyện, hãy ở và tìm cầu sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi nói với ông bạn chị em rằng chính sự hiện diện của Chúa dạy dỗ chúng ta, khích lệ chúng ta, ban sức cho chúng ta, nâng chúng ta lên, kéo chúng ta lên, chiếu sáng chúng ta, trang bị cho chúng ta, chùi rửa chúng ta, tha thứ cho chúng ta và đào tạo chúng ta trở thành nguồn phước trong thế giới này. Đó là ý nghĩa anh chị. Cho nên mình đừng có thụ động trong đời sống tâm linh. Đừng thụ động. Hãy chủ động lắm. Hãy có một lịch trình rõ ràng trong ngày. Lạy Chúa, mỗi ngày con quyết định cam kết với Chúa, con dành thời giờ để ở dưới sự hiện diện của Ngài. Phải cam
cuộc đời này nếu chúng ta không có sự cam kết, chúng ta không làm được bất cứ một thứ gì cho đến đầu đến đuôi. Tôi nói thiệt với anh chị như này, kể cả những việc đời thường và việc anh em mình đi kinh doanh, đi buôn bán, đi làm đủ thứ việc, anh chị em phải có một sự hết sức nghiêm túc cam kết với nó thì anh chị em mới thành công được. Còn không bao giờ sự thành công ở trên trời tự động rơi xuống trước cửa nhà sau một buổi sáng ngồi dậy, không có. Và đời sống tâm linh của chúng ta với Chúa cũng như vậy. Chúa có vai trò của Chúa và chúng ta có vai trò của chúng ta. Có một số người thụ động trong đời sống tâm linh và nói không, việc đó là việc của Chúa, Chúa muốn thì Chúa làm, còn không muốn thì thôi. Thầy anh chị em ơi, chúng ta sẽ kết thúc trong thất vọng này. Chúng ta có bổn phận của mình và Chúa có bổn phận của chúng. Bổn phận của chúng ta là hãy tìm tất cả những câu nào trong Kinh Thánh có từ hãy, từ nên và thực hành đi. Amen. Chứ bây giờ thời đại công nghệ này, chứ sẵn phát là từ hãy một cái là ra một lít, ở các 3000 từ hãy làm đi. Hãy bỏ khỏi anh em những buồn giận cay đắng tức mình kêu reo mắng nhiếc, hãy ở với nhau cách nhân từ đầy lòng thương xót, hãy yêu thương nhau cách thành thật. Thiếu gì giữa hãy bao nhiêu? Hãy rất nhiều. Và những từ đó đó anh chị em in ra dán trên đường nhà mình, dán kín hết, tôi đảm bảo khỏi cần sơn sơn nhà luôn, khỏi sơn nhà đó. Mỗi ngày nhìn lên và hãy vài câu đó, đó là bổn phận chúng ta. Còn anh chị em sẽ bắt đầu nhận được lời hứa là từ thì sau từ hãy đó. Nếu hãy ở trong lời Ngài, để lời Ngài ở trong chúng ta, thì mọi lời anh em cầu xin sẽ được. Nhiều khi chúng ta bỏ mất hãy, bỏ nên, bỏ nếu mà chúng ta chỉ muốn cái vế sau thôi, không bao giờ có. Amen chị em. Cho nên mình phải nghiêm túc lời của Chúa và hãy thực hành. Thực hành nó. Tóm lại, tôi muốn nói điều gì ở đây? Đó là anh chị em ơi, hãy nỗ lực rèn luyện để anh em mình trở thành nguồn phước cho thế giới tối tăm này. Những con người bệnh tật đau yếu, những con người lạc lối, những con người không biết lối đi, những con người không biết câu trả lời. Anh chị em thấy nóng nhất vừa rồi là câu trả lời gì không ạ? Nhiều tiền để làm gì? Chẳng biết trả lời sao kìa. Một câu rất đơn giản mà cả báo chí, mạng, đài được tìm câu trả lời, mà tôi thấy trả lời toàn là rớt quá khóc. Người trả lời nhiều tiền để đi du lịch, tôi nhiều tiền giờ ăn xài cho nó sướng. Nhiều tiền thôi, bây giờ cả người còn cầm máy nó nói thôi giờ mình bớt làm đi cho nó đừng nhiều tiền, nhiều tiền khổ. Tôi thấy toàn là những cái tâm trí nó lạc lối đâu đâu. Cho nên chị em ơi, mình phải là câu trả lời cho thế giới lạc lối này. Amen. Mình phải trích lời của Chúa ra để trả lời cho họ. Đây nè, Đức Chúa Trời nói với anh, với chị như thế này, và cầu nguyện cho họ để họ được phước. Đó chính là điều mà Chúa muốn thấy trong cuộc đời của mình. Anh chị em ơi, hãy làm nguồn phước cho thế giới. Một lần nữa tôi nhắc lại là anh chị em mình phải làm nguồn phước cho thế giới. Bạn bè của anh chị em khi đau khổ phải tìm đến anh chị em. Người thân của anh chị em khi đau khổ phải tìm đến anh chị em. Hàng xóm khi đau khổ phải chạy đến nhà anh chị em. Đó mới là đúng. Vì sao? Đó. Vì dòng dõi các anh em sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu của anh em sẽ nổi tiếng trong các dân. Bất kỳ ai thấy sẽ nhận dòng dõi anh em là một dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước. Ê-sai 61 câu 9 nói như thế. Cho nên tôi nhắc lại nè, tôi và bạn chị em có một tiềm năng để trở thành nguồn phước, có một tiềm năng chắc chắn như thế. Bởi vì rất đơn giản thôi, anh chị em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào lòng mình. Amen. Bởi vì nguyên nhân là như thế, chứ không phải vì tôi tài, tôi giỏi, không phải vì tôi bác học, không phải vì tôi thông minh, không phải vì cha mẹ tôi là kỹ sư, bác sĩ, không phải vì cha mẹ tôi làm quan có nhiều tiền, không.
Rất đơn giản là bởi vì Đấng Christ sống trong lòng của chúng ta. Đó là tiềm năng để chúng ta trở thành hồn phước. Nhưng lẽ thật hôm nay tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ là điều đó không có nghĩa là chúng ta đã là nguồn phước. Không. Chúng ta đang có tiềm năng để trở thành nguồn phước. Muốn trở thành nguồn phước, chúng ta cần phải dành thời giờ ở liên tục dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho đến khi sự hiện diện đó tích tụ đủ, trở thành đám mây vinh hiển trên cuộc đời của chúng ta. Và chính sự vinh quang đó biến thành quyền năng phép lạ qua lời nói và việc làm, qua sự động chạm, qua sự đặt tay, qua sự sức dầu, qua sự giảng đạo của anh em, mà khiến cho người ta được giải phóng, chữa lành, nâng đỡ, chúc phước, khích lệ, hàn gắn hôn nhân đủ thứ. Amen. Thế đó là điều tôi muốn truyền đạt. Và hội thánh nhà muôn dân này được sinh ra cho nhiệm vụ đó. Hội thánh nhà muôn dân này lấy Ê-sai 60 câu 1 đến câu 5 như một trách nhiệm của mình, để người ta đến đây, anh chị em đến đây, anh chị em được nâng đỡ. Dù anh chị em mệt mỏi cỡ gì, lạc lối cỡ gì, anh chị em cảm thấy cuộc đời mình tối tăm cỡ gì, thì cứ đến đây một hai lần sáng lên. Đó là nhiệm vụ của hội thánh nhà. Anh em nha. Bây giờ anh em có mong muốn mình trở thành nguồn phước không? Mong muốn không? Có phải không? Hãy cầu nguyện. Và tôi tin là bây giờ mình dành 15 phút ra mình cầu nguyện, đám mây hiện diện của Chúa sẽ ở trên anh chị. Mỗi một người trong anh em sẽ cảm nhận từ trong tâm linh của mình Chúa hiện diện với mình một cách cá nhân. Chúa ở đây. Chúa ở đây. Tất cả chúng ta đứng dậy được không ạ? Bạn trẻ ơi, khi Chúa thấy lòng khao khát của chúng ta, Chúa thăm viếng. Anh chị em hãy nói với Chúa rằng hôm nay con muốn Chúa thăm viếng con. Và kể từ hôm nay, lòng con bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cảm nhận. Ai đã từng cảm nhận rồi, hôm nay cảm nhận mạnh hơn. Ai chưa cảm nhận thì hôm nay cảm nhận. Cảm nhận trong tâm linh sự hiện diện của Chúa. Đó là sự thâm viếng của Ngài. Và bắt đầu xung quanh anh chị em xuất hiện một điều rất lạ. Đó là sự ban phước của Chúa. Anh chị em hãy nhắm mắt mình hướng lòng thành Ngài cho này. Và anh chị em bên trong tấm lòng nói rằng lại Chúa con khao khát Chúa. Hãy thâm viếng con. Tôi muốn tất cả mọi người đều làm điều đó. Đừng ai để cho sự phân tâm nào trong phòng nhóm lúc bây giờ. Tất cả những việc nào không cần thiết gác lại hết. Hãy hướng lên Chúa giờ này. Từ em bé nhỏ cho đến người lớn, chúng ta hãy hướng lên Chúa. Hướng lên Chúa giờ này. Chỉ tập trung về Ngài. Và nói với Ngài rằng con khao khát sự hiện diện của Ngài. Và tôi sẽ cầu nguyện và anh chị em sẽ thấy Đức Chúa Trời đi qua và ngừng lại trước tấm lòng của mình. Lạy Chúa, anh em con đang đứng trước mặt Ngài, anh em con đang khao khát, anh em con đang muốn rờ chạm Ngài. Cha ơi, hãy đến với mọi người trong anh em con giờ này. Hãy đến với mọi người trong anh em con giờ này, để cho họ bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời hãy đến. Sự sáng của Ngài hãy chiếu đến mọi tâm linh ở nơi này lại Chúa. Mọi một tâm linh, mọi một tâm linh, mọi một tâm linh, mọi một tâm linh, hãy nhận lấy và cảm nhận lấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
rờ chạm vào Chúa. Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây. Lạy Chúa, hãy rờ đến, hãy chạm đến, vì ngày đến ngày ban phước cho dân sự của Ngài, vì dân sự của Ngài yêu Ngài, tìm kiếm Ngài. Lạy Chúa, từng người một ở nơi đây cùng cầu nguyện cho từng người một đang đứng tại nơi đây, không thiếu bất kể người nào. Chúa, thần của Ngài, hãy đến. Thánh Linh ơi, hãy chuyển động, chuyển động, chuyển động, chuyển động, chuyển động, chuyển động nữa Chúa, nữa, nữa, nữa Chúa. Hãy làm tràn ngập căn phòng này. Cha ơi, hãy tràn ngập căn phòng này thần của Đức Chúa Trời. Hãy tràn ngập căn phòng này Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy để Đức Thánh Linh hành động, đừng để ý gì cả. Anh chị em đừng để ý gì hết. Hãy để yên cho thần của Chúa hành động trên chính mình. Lạy Chúa, Thánh Linh ơi, con muốn khỏi thánh của Ngài là một trong những chỗ được phước của Đức Chúa Trời. Cha ơi, đây là những nguồn phước của Chúa. Thánh Linh yêu dấu con cầu nguyện, Chúa ngự xuống trên họ giờ này, ngự xuống trên họ giờ này, ngự xuống đây dậy trên họ giờ này. Chặt tâm lòng của mọi người lạy Chúa. Nỡ, 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 nỡ Chúa trên mọi tâm linh, trên mọi tâm linh, mọi tâm linh, mọi một tâm linh, mỗi một con người, mỗi một con người nơi đây là Chúa có cầu nguyện. Thánh Linh yêu dấu, thần kỳ. Năm xưa Ngài đã cảm động David thế nào, năm xưa Ngài đã chúc phước cho Joseph thế nào, năm xưa Ngài đã chúc phước cho Gia-cốp thế nào. Chúa ơi, thì bây giờ thần đó ở trên anh chị em con ngay lập tức giờ này, cảm động họ Chúa, cảm động họ. Con cầu nguyện để Chúa cảm động anh em con, cảm động anh em con, cảm động một cách mạnh mẽ trong thế giới, trong chết của Chúa Giêsu Christ quyền chặt đời Chúa, đổ đầy họ Chúa, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Tôi biết là anh chị em bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của một điều gì đó rất lạ xung quanh mình. Anh chị em hãy cảm nhận đây, một điều gì đó rất lạ ở xung quanh mình giờ, một điều gì đó đang tác động trên linh hồn mình, thậm chí trên thân thể của mình. Tác động, tác động Chúa, tác động lên Chúa. Thánh Linh ơi, hãy tác động lên dân sự của Ngài, hãy tác động lên họ Chúa, và hãy theo họ suốt cuộc đời Chúa. Cũng cầu nguyện điều này, cha yêu dấu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nỡ Chúa, nỡ Chúa, nỡ Chúa, nỡ Chúa, nỡ Chúa, nỡ Chúa. Ai khóc cứ khóc, ai vui mừng cười cứ cười, ai muốn quỳ cứ quỳ, ai muốn thờ phượng cứ thờ phượng. Đây là thì giờ của anh chị em với Chúa Thánh Linh. Chạm họ Chúa, chạm nỡ Chúa, nỡ, 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 con muốn Chúa hành động. Đây là thì giờ của Ngài cho dân sự của Ngài. Hỏi thánh là của Ngài cho dân sự của Ngài. Con cầu nguyện và Ngài cứ tự do hành động trên dân sự của Ngài. Đây là người mà Ngài chọn, đây là những người mà Ngài lựa trong thế giới này. Lạy Chúa, hãy chạm trên tâm lòng của họ, đụng trên tâm lòng của họ, đụng trên tâm lòng của họ. Thần của Đức Chúa Trời ơi, thần mà chúng con thờ phượng ơi, hãy vận hành trên tâm lòng của họ giờ này, trong chân của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chúa ơi, biến họ trở thành nguồn phước cho thế giới này, biến họ trở thành nguồn sáng cho thế giới này, biến họ trở thành nguồn vinh quang cho thế giới này, trong chân của Giêsu Christ quyền năng. Lạy Chúa, đồng chạm, chạm nữa, nữa, nữa Chúa, nữa,
từng người một hãy vận hành, từng người một hãy bắt đầu vận hành, từng người một Đức Thánh Linh ơi hãy chuyển động trong tâm lòng, hãy chuyển động Chúa, hãy chuyển động, hãy chuyển động Chúa, ô trong danh của Giêsu quyền năng, ô hallelujah, ôi anh chị em ơi, Chúa đang ở đây, Chúa đang rất mạnh mẽ ở đây, Chúa đang muốn khiến chàng trai trở thành nguồn phước của các bạn. Mọi dân mọi nước chỉ nhìn vào cuộc đời trên mà họ thèm khát sự thành công, thịnh vượng, khỏe mạnh, bình an của trẻ, vì anh chị em được đám mây vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ. Hallelujah, hãy thụt xuống trên dân sự của Ngài, hãy chạm đến trên dân sự của ngài, con cầu nguyện lại Ngài Chúa. Hallelujah, oh hallelujah, cảm ơn ngài, lạy Chúa. Chúa đang ở đây. Tôi thấy có một người hay là hai người vừa mới cầu nguyện, lạy Chúa, trong cả cuộc đời con cũng chưa biết cảm nhận sự hiện diện của Chúa là gì. Cái người nào đó vừa mới cầu nguyện như thế trong lòng, nhưng mà Chúa nói thế này: hãy tin ta và khao khát ta. Và Đức Chúa Trời thì ở gần những tấm lòng đau thương thống hối, những tấm lòng khao khát Ngài một cách mãnh liệt. Chúa đang muốn nói với anh chị em đó điều đó, không phải là Ngài tay về đâu, nhưng anh chị em ơi, hãy bắt đầu khao khát Ngài. Hãy bắt đầu đừng để ý đến cảm xúc, đừng để ý đến cái gì hết trên thân thể, nhưng chỉ bắt đầu từ trong tấm lòng và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con khao khát Ngài, con thờ phượng Ngài, con yêu Ngài, con muốn Ngài, con muốn biết Ngài, con muốn được rờ chạm Ngài. Anh chị hãy nói điều đó. Chúa bắt đầu hành động trên đời sống anh chị. Chúng ta hãy tiếp tục thờ phượng Ngài. Anh chị hãy thờ phượng Ngài. Thờ phượng Ngài. Chúa đang ở đây. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.